Kính chào quý vị và các bạn. Phương Ly rất hân hạnh khi được đồng hành cùng với quý vị để cập nhật những thông tin trong nước nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Tuyên án sơ thẩm vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Sau một tháng xét xử và nghị án, ngày 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân TP.HCM bắt đầu tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị cáo trong vụ án. Quá trình xét xử, đại diện Viện Kiểm sát cáo buộc bà Trương Mỹ Lan đã lợi dụng chính sách về cơ cấu lại hệ thống ngân hàng để thâu tóm, chi phối mọi hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, biến SCB thành công cụ tài chính, thu hút tiền của tổ chức cá nhân để sử dụng vào mục đích riêng. Trương Mỹ Lan thông qua Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc SCB đưa hối lộ cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng, trưởng đoàn thanh tra SCB, 4 lần với tổng số tiền là 5,2 triệu USD, bồi dưỡng thành viên đoàn thanh tra, tổ giám sát ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh TP.HCM. Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan án tử hình tội tham mô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 19 đến 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt là tử hình. Trương Mỹ Lan là bị cáo duy nhất trong 86 bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội. Bên cạnh trách nhiệm hình sự, tòa cũng sẽ tuyên án về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong vụ án và xử lý vật chứng trong vụ án. Trong đó, có 1.169 bất động sản liên quan trực tiếp tới Trương Mỹ Lan đang bị cơ quan điều tra kê biên. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị các mức án. Ba bị cáo là đồng phạm giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan. Bùi Anh Dũng, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB, tù chung thân. Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc SCB, tù chung thân. Tạ Chiêu Trung, Tổng Giám đốc Công ty Việt Vĩnh Phú, 22 đến 24 năm tù. Hai bị cáo là người thân của Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Quản lý Bất động sản Windsor, 17 đến 18 năm tù. Chu Nắp Kỳ, Eric, Chu Lập Cơ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square, 10 đến 11 năm tù. Bị cáo chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng của Trương Mỹ Lan, Nguyễn Cao Chí, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Capella, 9 đến 10 năm tù. Bị cáo nhận hối lộ 5,2 triệu USD, Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2, Cục 2, Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước, tù chung thân. Nhóm bị cáo, cựu lãnh đạo Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước, Nguyễn Văn Hưng, cựu Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước, 11 đến 12 năm tù. Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, 11 đến 12 năm tù. Nhóm bị cáo bị xét xử vắng mặt: Đinh Văn Thành, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB, tù chung thân; Chiêm Minh Dũng, cựu Phó Tổng Giám đốc SCB, 16 đến 17 năm tù; Trầm Thích Tồn, cựu thành viên Hội đồng Quản trị SCB, 16 đến 18 năm tù; Nguyễn Lâm Anh Vũ, cựu Phó Giám đốc chi nhánh Bến Thành SCB, 12 đến 13 năm tù; Nguyễn Thị Thu Sương, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB, 16 đến 17 năm tù. Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ thấp nhất là 3 năm tù treo tới cao nhất là 19 đến 20 năm tù. Viện Kiểm sát cung cấp bằng chứng hành vi thao túng SCB của bà Trương Mỹ Lan. Đại diện Viện Kiểm sát đã tổng hợp và chia ra thành các nhóm vấn đề để đối đáp trong phiên xét xử bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Về nhóm vấn đề đánh giá hậu quả thiệt hại vụ án, theo đại diện SCB, bị cáo Trương Mỹ Lan sử dụng SCB là một công cụ tài chính nhằm huy động vốn để sử dụng cho mục đích cá nhân. Khác với các vụ án vi phạm quy định của ngân hàng khác, việc đưa tài sản bảo đảm vào chỉ là một phương thức phạm tội để rút tiền tài sản bảo đảm đưa vào có thể rút ra, hoán đổi bất cứ lúc nào. Việc này còn tiếp diễn và chỉ dừng lại khi khởi tố vụ án. Hậu quả hành vi phạm tội của các bị cáo đã gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 677.000 tỷ đồng, bao gồm dư nợ gốc và lãi, phí. Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, việc trưng cầu định giá tài sản trong tố tụng hình sự không phải là một biện pháp bắt buộc theo quy định của luật. Căn cứ để xác định hậu quả vụ án không nhất thiết phải trưng cầu giá tài sản, mà trong vụ án này, cơ quan tiến hành tố tụng đã áp dụng biện pháp điều tra thu thập chứng cứ khác theo Điều 88 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Kết quả điều tra đã xác định thiệt hại là hơn 677.000 tỷ đồng, là phù hợp với hồ sơ tín dụng, hồ sơ sổ sách SCB, phù hợp với lời khai và kết quả kiểm toán độc lập của công ty kiểm toán KPMG. Đại diện Viện Kiểm sát khẳng định các cơ quan tiến hành tố tụng không căn cứ vào kết quả thẩm định giá của công ty Hoàng Quân, mà áp dụng các biện pháp điều tra thu thập chứng cứ như đã nêu ở trên.
nếu Viện Kiểm sát căn cứ vào kết quả của công ty Hoàng Quân, thì mức án đề nghị đối với các bị cáo đã khác với hiện nay. Kiểm sát viên cũng lưu ý, việc xác định thiệt hại vụ án bằng việc lấy dư nợ trừ đi giá trị tài sản đảm bảo đủ điều kiện có được hội đồng xét xử chấp nhận hay không thì thuộc về thẩm quyền của hội đồng xét xử. Về hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan, đại diện Viện Kiểm sát nhận định quan điểm của bị cáo và luật sư rằng bị cáo Lan không có chức vụ quyền hạn tại SCB, không phải chủ thể của tội tham ô tài sản, chỉ có hội đồng quản trị ngân hàng mới có quyền quyết định là chưa phù hợp với các quy định tại luật doanh nghiệp, luật các tổ chức tín dụng, không phù hợp với các chứng cứ trong hồ sơ và kết quả thẩm tra tại tòa. Quá trình điều tra đã xác định rõ hành vi thâu tóm, sở hữu chi phối hơn 91% cổ phần tại SCB. Lời khai và bản kê theo dõi tình hình biến động của Tạ Chiêu Trung, cựu phó chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB, bao gồm cả số cổ phần của 5 pháp nhân nước ngoài, lời khai của những người đứng tên cổ phần, lời khai của nhân viên Việt Vĩnh Phú, lời khai của các cựu lãnh đạo SCB như Bùi Anh Dũng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung đã thể hiện rõ vấn đề này. Ngoài ra, quá trình điều tra, hai phó tổng giám đốc Vạn Thịnh Phát đã giao nộp cho cơ quan chức năng 6 sổ chứng nhận sở hữu cổ phần bản gốc của công ty Việt Vĩnh Phú và 5 pháp nhân nước ngoài tìm thấy tại phòng làm việc của bị cáo Lan ở trụ sở tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đường Trần Hưng Đạo, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện Viện Kiểm sát lập luận, theo quy định của luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định lớn nhất. Hội đồng quản trị chỉ là cơ quan quản lý công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Việc Trương Mỹ Lan sở hữu chi phối hơn 91% cổ phần SCB đã cho thấy sự chi phối ngân hàng này của bị cáo, từ đó chỉ ra quan điểm của các luật sư là chưa phù hợp. Thực tế khách quan cũng chỉ ra việc bị cáo Trương Mỹ Lan đã bố trí người thân vào làm lãnh đạo chủ chốt của SCB. Dù bị cáo không thừa nhận, nhưng khi trả lời về quá trình hoạt động của SCB thì bị cáo nhớ rất rõ từng bị cáo làm lãnh đạo ở SCB, thời gian nào, ai nghỉ việc hay luân chuyển công tác đều báo cáo bị cáo. Đại diện Viện Kiểm sát khẳng định qua nghiên cứu toàn bộ hồ sơ vụ án thì khẳng định Trương Mỹ Lan không cho SCB mượn tài sản mà dùng thủ đoạn đưa tài sản vào để tạo lập khoản vay mới, lấy tiền thực hiện các nghĩa vụ tài chính trước khi hợp nhất 3 ngân hàng thành SCB. Lời khai của các bị cáo Lê Khánh Hiền, cựu tổng giám đốc SCB, Võ Văn Tường, giám đốc phong tái thẩm định SCB, Phạm Văn Phi, cựu phó tổng giám đốc SCB và một số bị cáo khác đã nói rất rõ nội dung này. Đại diện Viện Kiểm sát tiếp tục đối đáp các vấn đề khác liên quan tới thủ đoạn phạm tội của Trương Mỹ Lan, các hành vi đưa nhận hối lộ của các bị cáo. Lời sau cùng, Trương Mỹ Lan vẫn ngoan cố chối bỏ hai tội danh. Ngày 3 tháng 4, các bị cáo phiên tòa xét xử Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã nói lời cuối cùng trước khi tòa nghị án. Nói lời sau cùng, bị cáo Trương Mỹ Lan nhận trách nhiệm với vai trò là một cổ đông lớn của ngân hàng với các vi phạm của SCB. Nhưng bị cáo xin hội đồng xét xử không coi bị cáo là chủ mưu, là nguyên nhân chính gây ra hậu quả của SCB hiện nay bởi việc tái cơ cấu của SCB không thành có nhiều nguyên nhân từ khách quan tới chủ quan. Bị cáo Lan nói, việc tái cơ cấu SCB không thành công khiến trái tim bị cáo rỉ máu. SCB là nơi mà bị cáo và cả gia đình, bạn bè trong và ngoài nước, toàn bộ cán bộ SCB, cán bộ thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước đặt niềm tin vào, mong muốn đưa SCB vươn tầm ra quốc tế. Bị cáo gửi lời xin lỗi tới ngân hàng nhà nước, các cơ quan có thẩm quyền vì đã không thực hiện được lời hứa tái cơ cấu SCB. Bước ngoặt định mệnh mà tôi phải đối diện mức án tử hình hôm nay chính là ngày tôi tham gia vào sáp nhập 3 ngân hàng yếu kém, dù thời điểm đó tôi không có hiểu biết về ngành ngân hàng, bị cạnh tranh không lành mạnh. Bị cáo Trương Mỹ Lan nói, bị cáo xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt, xin miễn trách nhiệm hình sự cho Chu Lập Cơ, Trương Huệ Vân, Dương Tấn Trước, Nguyễn Thanh Tùng để Dương Tấn Trước có thể xử lý các dự án còn dang dở và những người khác liên hệ với các nhà đầu tư tiếp tục hỗ trợ SCB. Bị cáo Trương Mỹ Lan vẫn không thừa nhận cáo buộc tội tham ô tài sản, đưa hối lộ và mong muốn hội đồng xét xử nghe, xem xét lời bào chữa của các luật sư, lời bào chữa của bị cáo. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên theo dõi kênh YouTube của Báo Sài Gòn Giải Phóng để cập nhật thêm những thông tin hữu ích khác. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.